mình xuống đấy. Và đây là Bách Tôm. Bây giờ tụi mình sẽ cho các bạn đi tham quan vùng xứ rồng Long Minh. Và tụi mình sẽ nói cho các cậu biết đây. Nếu các cậu chưa biết thì tụi mình sẽ nói là đây chính là vùng xứ rồng Long Minh. Ở đây được trồng rất là nhiều loại xương rồng. Có nhiều loại xương rồng cao, nhỏ, tùy mẫu. Và còn có những loại xương rồng cầu kỳ như não của chúng ta vậy. Đây các bạn. Ở đây thì chúng ta có nhiều màu xương rồng lắm các bạn. Tôi thích nhất là xương rồng này vì nó có màu xanh và tôi phát hiện đầu tiên nhé. Ở đây thì có những loại xương rồng nhỏ vì nó mới được trồng nên sẽ được để ở một nơi rất là một nơi có ánh nắng và cũng có ẩm ướt nữa. Đó là loại xương rồng đặc biệt, nó có hai màu là màu hồng và màu xanh. Ở đây còn có nhiều loại xương rồng có nhiều màu nữa. Ở kia có một loại xương rồng, đó là một loại xương rồng có màu tím, nó cũng có hoa nhưng mình lại không biết đó là hoa gì. Nếu các bạn là chưa biết thì đây là vườn xương rồng Long Minh. Vườn xương rồng Long Minh là vườn xương rồng của cậu mình đấy. Và cậu mình cũng làm một kênh giống như tụi mình đó các bạn, nhưng lại khác một chút là làm về vườn xương rồng. Nếu các mong các bạn hãy vào để ủng hộ cậu mình nhé. Ở đây thì mình có những loại cây xương rồng hoa và cây xương rồng quẹo lắm nha các bạn. Do cao nên cậu mình phải cắm những cái cây như thế này để cho khỏi bị gãy cây hoặc rơi cây xuống. Đây là những loại xương rồng khá là kỳ dị và tất mình thấy cây xương rồng này là ghê nhất vì nó khá giống não. Có vẻ ở đây có rất nhiều loại xương rồng này. Và loại xương rồng ở bên kia có trái luôn các cậu ạ. À, ở bên này thì có những cái búp chưa trái. Đây là những cây xương rồng được thụ phấn. Có rất nhiều cách mà để thụ phấn. Một là thụ phấn tự nhiên, là có những con ong, các bạn thấy những con ong á, con ong bay nó tự thụ phấn, hoặc là do người chủ trồng xương rồng họ dùng các thiết bị như là này các cái cọ hoặc nhíp để thụ phấn. Và ở này đây ba mình có rất là nhiều giếp như giếp sticker này các bạn. Nếu các bạn nào có thích những cái giếp ở trên này thì có thể hỏi ở trong Facebook của cậu mình. Còn đây là chiếc phao AK. Hoặc nếu không biết Facebook của cậu mình thì các cậu cũng có thể xuống phần bình luận để bình luận. Cậu mình chắc chắn sẽ vào để trả lời. Đây là chiếc thước AK và nó khá là nhọn ở chỗ này các bạn. Không phải cái thước này, mục đích là để đo các kích thước của cây xương rồng. Đối với những cây xương rồng baby đang trồng là kích thước nhỏ này, đúng không? Rồi đối với những cây xương rồng mà có lớn rồi, trưởng thành rồi á, là có kích thước rất to, đúng không? Và ở đằng kia ba mình cũng có một chiếc xương rồng rất là to nha các bạn. Nếu các bạn là chưa biết thì ở đây còn có chuột nữa. Chắc chắn sẽ có vài bạn thề chuột và bạn không thề chuột, nhưng ở trên này thì có rất nhiều chuột bởi vì chuột có thể ăn xương rồng, phá hủy xương rồng, nên cậu mình đã đặt những chiếc bẫy chuột rất là ghê, rất là mạnh, nên chắc chắn sẽ không có con chuột nào dám phá hoại nữa đâu. Ở đây thì cũng có rất là nhiều loại xương rồng mà cậu mình đang trồng. Như các bạn đã thấy, ở dưới kia thì có một thùng rất to, nhưng chỉ có những loại cây xương rồng nhỏ li ti. Nó mới vừa gieo hạt từ những cái trái xương rồng đó các bạn. Còn đây là một chiếc xương rồng rất là quẹo. Mình thấy rất là cầu kỳ nha các bạn. Xương rồng này cũng xương rồng lông. Xương rồng lông thì nhìn có vẻ mềm mại, nhưng các bạn đừng nên đụng vào, bởi vì chỉ cần đụng vào thì nó có thể dính vào tay các bạn, không biết. Cái màu gà. Còn kia là một loại xương rồng rất kỳ quái, nó cũng gần giống như là san hô dưới biển vậy. Và
bố mình cũng trồng nhiều xương rồng khá là thú vị nha các bạn. Bố mình cũng có thể ghép xương rồng lại như vậy nè các bạn. Chỉ cần một cây xương rồng thêm một cây nữa, chúng ta có thể ghép lại thành một cái xương rồng hoàn hảo nữa rồi. Nếu các bạn nào thích những thứ này thì hãy đăng ký, like và subscribe kênh của cậu mình nhé. Thường xuyên theo dõi video. Và nhớ theo dõi video để ủng hộ cậu mình. Nếu các bạn nào chú ý thì hãy xuống phần bình luận cậu mình có để kênh YouTube của cậu mình ở dưới đó. Và tạm biệt tất cả các bạn. Mong các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình đạt được nút bạc nhé.